bé này có sở trường là trượt ván ạ. Bạn ấy sẽ biểu diễn một pha trượt ván để tạo ấn tượng. Trong cái khu này thôi nhá. Em tên Lê Ngọc Nguyên ạ. Em sinh năm 2K3, em đến từ Đắk Lắk. Chia sẻ một chút về mẫu người yêu lý tưởng đi. Em không có gu hợp thì yêu thôi. Kiểu như là lần đầu tiên gặp thì sẽ ấn tượng với một anh chàng như nào? Đáng yêu một chút ạ. Đáng yêu. Cao cỡ nào? Cao hơn em là được rồi. Cao hơn em là được. Thế còn về tuổi tác hay sao? Nếu mà ít tuổi hơn thì sao? Gu em ít tuổi hơn á. Ôi trời ơi. Thế bây giờ anh sẽ tìm trong đây nhá. Anh sẽ tìm trong đây một anh nào đấy. Bạn nữ này sinh năm 2K3. Có anh chàng nào thấy thích bạn này thì đi vô đây ạ. Chà đi vô ạ. Đó thì mình sẽ ghép đôi cho các bạn nhá. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nghiêm túc hay chưa? Đéo tin. Chưa. Thế tức là những mối tình như thế nào? Trong vắn. Ý là nhanh nhất là bao lâu? Chắc là một tuần. Ảo thật đấy. Lâu nhất là bao lâu? Một năm. Một năm mà vẫn chưa phải chính thức. Kiểu không, kiểu cái đó như thế là đa số là chắc là một năm thôi. Một mối tình thôi đúng không? Mới có một mối tình chính thức đúng không? Ok. Gái sinh năm 2K3 mới có một mối tình chưa? Ta rất cần các anh đến và dắt bạn ấy về ạ. Anh nào tự nguyện vào đây giúp em với ạ. Và bạn đấy có đặc biệt có sở thích là thích các bạn ít tuổi hơn nhá. Nào bây giờ em sẽ đi cùng anh một vòng quanh tất cả các bạn ở đây. Em thích anh nào thì em nháy mắt em bảo anh. Nói nhỏ với anh xong anh sẽ kéo vào cho em. Anh em mạnh dạn đi, tôi nhất định không để cho anh em phải hối hận đâu. Đảm bảo vui, ai cũng được ạ. Bất kể độ tuổi ạ. Ủa? Gì vậy? Trời ơi, có cô bạn đúng là đáng đầu tiền bắt gạo. Nói cái là này. Đáng yêu thế nhở? Nào đi tiếp. À anh này ạ. Anh đây. À anh vào đi ạ. Làm gì đấy? Bây giờ mình sẽ cho các bạn nam được khoảng một phút để suy nghĩ là có vào tiếp không. Nếu không thì mình sẽ chốt ghép đôi cặp đôi này luôn ạ. 2K3. Bạn nữ sinh năm 2K3 mới trải qua một mối tình chưa ạ? Vẫn còn là một trang giấy trắng ạ. Còn 30 giây nữa nhá, anh em có tự giác đi vô không ạ? Chào ạ. Chưa gì thế mà bạn nữ á, đi vào đây rồi thấy. Ai cầm đồ, bảo ai cầm đồ hộ đi. Còn ai nữa không ạ? Được hết. Gì vậy? Còn anh nào nữa không ạ? Bé này rất là đáng yêu ạ, 2K3. Rồi, bây giờ rồi, mình sẽ chốt là ba bạn này nhá. Đứng dậy một hàng đi. Nào chúng ta cùng đến với phần giới thiệu nhá. Nào em đứng ngay gần đây để em nghe thấy là các bạn ấy là ai nào. Giới thiệu sao anh? Là tên và tuổi, bao nhiêu á? Mình tên Quang nha, mình 2/4. Nghe thấy chưa? 2/4. Cái tuổi của em ấy. 2/4 chứ mày 2/4. 2/4. Còn anh thứ hai ạ? Anh mình tên Phan, Trần Phan. Sinh năm 95. Em tên Thảo. Hai lấy 9. Đầu tiên thì sẽ là phần tạo ấn tượng. Thì em muốn các bạn ấy sẽ gây ấn tượng với em bằng điều gì? Chắc là hát đi. Hát đâu? Bạn ấy muốn nghe các anh hát ạ. Có ai ở đây biết hát không ạ? Có ai ở đây biết hát không ạ? Ok, thế thì bây giờ mình sẽ lên và mình có tài năng gì thì mình thể hiện điều đấy ra nhá. Ví dụ như là đầu tiên từ bạn này đi. Tài năng gì hả? Một câu thả thính. Mình học giỏi. Mình nói được 5 thứ tiếng rồi. Trời ơi, ghê chưa?
Hay là nói bằng cả năm thứ tiếng nha, mình nói là mình yêu bạn bằng cả năm thứ tiếng nha. À, bắt đầu bằng từ bằng tiếng Trung trước đi. Tiếng Trung hả? Hoặc bằng Anh. Ờ, đấy, nghe nó khác hẳn. Nào, tiếp. Tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Tiếng Anh là You're my fate. Kiểu bạn là sứ mệnh của mình. Gặp đấy, rồi. Thế còn tiếng gì nữa nhỉ? Thôi tiếng Nga đi, tại mình du học sinh Nga mà. Tiếng Nga là Я тебе очень люблю, я тебе нравится очень. Ấy, ấy nó chân thành hơn hẳn nhỉ. Nào, tiếp tục nào. Nó lại ngại quá. Tiếng gì nữa? Tôi ép quá rồi, ép bây giờ được rồi. Nào, nói một câu cuối bằng tiếng Việt. Không. Nào. Tiếng Việt hả? Hay là mình làm một cuộc trao đổi đi. Bạn cho mình cơ hội, mình cho bạn hạnh phúc. Bạn cho mình cơ hội, mình cho bạn hạnh phúc. Nó ở cái tập chất. Đấy. Chất lượng hơn hẳn. Nào, được rồi, về chỗ. Ôi trời ơi. Nghe rõ không ạ? Ok, nào đến anh thứ hai ạ. Một câu thả thính hoặc là một bài hát hoặc là bất kỳ một điều gì anh có thể làm để tạo ấn tượng với bạn đấy. Một câu thả thính à? Với cả một bài hát à? Thì cho anh lựa chọn. Chắc khả năng này sẽ là một câu thả thính. Anh có thể đứng gần hơn một chút để nói cho bạn anh nghe cho rõ. Nói cho bạn nghe à? Nhìn em rất xinh và dễ thương. Đã loại vậy. Ý là một lời khen thôi, tại chữ ít thả thính bắt đầu. Nhưng mà ý anh đang nói là tức là anh đang nhìn em ấy, là anh thấy là em xinh và dễ thương, là tức là cái quan điểm của anh là như thế, chứ còn bảo tôi là anh thả thính là anh tán tỉnh em thì là anh chưa nghĩ ra, ý là như vậy. Bây giờ anh hãy nghĩ là anh có cái gì anh thể hiện ra để bạn ấy có thể suy nghĩ về chuyện sẽ chọn anh. À đi anh. Nói chung thì anh thì thuộc dạng là chân thành, chân tình mà nó kiểu dạng như là nó kiểu rất chi là nó đơn giản đấy. Đơn thuần là đơn, rất chi là đơn giản đấy. Rồi gần như là anh sẽ không có coi như là làm được cái gì đó để cho em màu mè. Đúng rồi, để cho em chỉ có tấm chân tình này thôi, thật sự là như thế. Ok, được rồi, em cũng lắng nghe được rồi đúng không? Rồi, anh về lại chỗ mình nhá. Đi anh. Đi làm gì? Chơi với anh. Hả? Chơi với anh. Chơi ván quanh cái chỗ này được không? Được. Ok, thể hiện đi. Bé này có sở trường là trượt ván ạ. Bạn ấy sẽ biểu diễn một pha trượt ván để tạo ấn tượng. Trong cái khu này thôi nhá. Đẳng cấp, được. Trời ơi, trượt một phát trượt luôn vào tim chị ấy luôn. Các bạn ấy đã rất cố gắng và rất là chân thành với em. Bây giờ là sự lựa chọn của em. Bây giờ mình muốn là các bạn sẽ quay lưng lại ạ. Quay lưng lại. Rồi. Bây giờ em chọn ai thì em sẽ đến và ôm sau lưng người đấy. Hiểu không? Nào đứng tách nhau ra để người ta còn chọn ạ. Trước khi mà lựa chọn thì mình muốn nghe ý kiến của khán giả trước nhá. Nào, ai mà mình chọn cho bạn nào thì vỗ tay cho bạn đấy nhá. Chúng ta đến với anh chàng đầu tiên ạ. Ok, anh chàng cuối cùng ạ. Cao hơn một xíu. Thế còn bé ở dưới này sao ạ? Hôm nay đứa là ngày của em rồi. Thời tới là cả nước kịp rồi. Nào, sau khi mà nghe ý kiến của khán giả xong thì mình sẽ nghe ý kiến của bạn bè đi cùng với em nhá. Nào, bạn này cho mình biết là nếu là em thì em sẽ đưa ra ý kiến là cho bạn em chọn ai nào? Em hả? Em sẽ khuyên bạn em chọn theo con tim. Không, nhưng mà ý là chọn ai trong ba anh này? Không, em không có quyền lựa chọn. Em thử em đưa ra ý kiến cho bạn ấy tham khảo. Không, em thấy em không nên đưa ra ý kiến. Thôi được. Ok, cảm ơn ý kiến rất là bổ ích của em. Nào, bây giờ sẽ đến sự lựa chọn của em nhá. Anh sẽ cho em 5 giây, em cứ suy nghĩ đi. 5 4 3 2 1 lựa chọn nào. Nào. Đây là sự lựa chọn thật của em đúng không? Đúng rồi, em mê lắm. Thật đây. Thật là ok, cảm ơn hai bạn còn lại nhá. Không,
Nào bắt đầu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lại nào. Hai bạn có quen nhau rồi đúng không? Quen nhau lâu chưa? Một tháng. À, quen nhau trong cái hoàn cảnh nào nào? Ở đây. Nhưng mà quen nhau như thế nào ấy? Chơi chung. Chơi chung. Vâng. Như thế nào mà tự nhiên là chị lại quay ra chơi chung với em? Chị đã thấy em chơi diễn hay. Ờ, mê đúng không? Mê. Thằng bé chơi ván giỏi đúng không? Thích. Phải. Nào, thế em đã bao giờ có người yêu chưa? Chưa bao giờ có người yêu? Vâng. Thế sao tự nhiên hôm nay lại lên đây muốn kết đôi với chị này? Xem chị này nè, xong anh kêu kéo vô này luôn. Mới chỉ nói chuyện với nhau thôi đúng không? Nói chuyện với nhau được nhiều chưa? Dạ nhiều. Có biết gì về nhau không? Biết. Em có muốn hỏi chị ấy cái gì không? Không. Không muốn hỏi gì? Nào thế cầm tay nhau một cái nào. Cầm tay nhau thử xem nào. Cầm tay nhau. Cầm tay. Nó cầm không? Thử đi, thử đi. Thử cầm tay. Không phải cầm tay kia đấy. Cầm bằng tay kia. Đấy. Nào tay kia cầm nốt cả tay còn lại xem nào. Ờ. Thấy thế nào? Thấy thế nào? Thấy thế nào? Đúng. Nào thế thấy chị này thế nào? Xinh. Xinh đúng không? Ok, thế hôm nay gọi là trải nghiệm như thế thôi nhá. Trải nghiệm như thế thôi nhá. Nói chung là chị ấy rất là yêu thương em. Nhưng mà đây là kiểu như là mình đi tìm người yêu cho bạn đấy nên là không thể nào mà mình như thế được nhá. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em. Như thế thôi nhá. Nào. Hai anh. Ờ nào em bé quay lại. Anh bạn đấy đâu ạ? Em bạn đấy đâu? Em bạn đấy ạ? Không, không được bỏ cuộc. Kìa, chưa thì... Thôi, cho anh một cái lý do nào. Mình nói chung là mình thấy là bạn nam kia phù hợp hơn. Đồ ăn hại. Đã từ chối rồi, thôi được, ok, không sao. Chúng ta bắt đầu ghép đôi lại nhá. Ok nhá. À, bây giờ chúng ta ghép đôi nghiêm túc nào. Giới thiệu lại cho bạn nữ biết bạn là ai. Mình tên Quang nha, mình 2K4. 2K4. Nói chậm thôi. Mình tên Quang, Nguyễn Nhật Minh Quang. Mình 204. 2004 á. Đến từ đâu? Mình sinh ở Sài Gòn nhưng mà hiện tại mình học ở Moscow nha. Thế về Việt Nam lâu không? Em về cứ hè với Tết là về, hè với Tết là về. Em giới thiệu lại cho bạn biết đi. Em tên Nguyên, 203. Mày nó lớn hơn xíu. Mình tên Nguyên, sinh năm 203 ạ. Ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk. Các bạn ra Sài Gòn chơi. Đi học ạ. Đại học trường gì? Công nghiệp thực phẩm. Ở Tân Phú. 203 là học đại học rồi hả? Sao lớn nhanh nhất rồi? Sao lớn nhanh dữ vậy? Thế bây giờ mình thống nhất là mình xưng hô với nhau như thế nào nhỉ? Cứ bạn bè đi. Cậu tớ. Thế bạn cậu muốn cậu tớ đúng không? Đúng rồi, cậu tớ. Rồi. Ok, các bạn có câu hỏi gì dành cho nhau không ạ? Thế bạn có bị ngại yêu xa không? Không, tại mình từng yêu xa rồi. Đã yêu xa bao nhiêu lần rồi? Chắc. Đừng nói với anh ấy mối tình yêu xa là mối tình 1 năm đấy nhá. Dạ vâng. Đúng không? Trời, bạn hay dữ rồi. Thế em đã yêu xa rồi chưa? Em có yêu thì em chưa yêu, nhưng mà mối quan hệ phức tạp thì em nhiều. Yêu xa rồi. Mối quan hệ phức tạp là như nào? Mập mờ. Phức tạp, nó là mập mờ. Nó là mập mờ kiểu... Nhưng mà là xa hay gần? Có 3 cái xa, 1 cái gần. Em cao mét bao nhiêu ấy? Em cao mét 82. Yeah. Em có thích con trai cao cỡ này không? Cao hơn em mà được rồi. Thế em có thích con gái? Kiểu trong tư tê anh... Em nói chứ dưới 1m7 em quy gì 1m5 hết. Mà 1m5 là em yêu. Đừng có bốc quét. Mày có mục tiêu đi. Nào có câu hỏi gì nữa dành cho bạn nữa không? Không, bạn quá xinh rồi, bạn không cần phải nói gì nữa. Thế ông tìm mẹ là ông. Thế em có câu hỏi gì cho bạn nào? Em không. Ví dụ hỏi về mẫu người yêu lý tưởng chẳng hạn. Em nghĩ bạn bước vào đây thì bạn cũng nhìn em rồi. Tức là em ý là em là mẫu người yêu lý tưởng của bạn đấy là em đúng không? Maybe. Ảo tưởng. Đúng không ạ? Để xem nha. Phụ nữ thì sinh ra đã đẹp rồi. Là mẫu phụ nữ của em hết. Ui. Kinh đi. Yêu được hết. Văn vở lắm mày. Nào thế còn mẫu người yêu của bạn nữ này bạn có thể nói sơ sơ không? Em thích người đơn giản thôi. Không thích kiểu quá hào nhoáng. Bình thường thế thôi. Mình đơn giản gì đâu bạn. Ok. Đơn giản không? Mình là đơn giản. Quá đơn giản luôn. Nào, thế về tính cách thì sao? Em nói lúc đầu rồi, dễ thương rồi được. Dễ thương, em thấy bạn này thế nào? Chưa tiếp xúc, chưa biết được. Thế bây giờ mình sẽ... Thế bạn không thích băng vỡ hả? Không, băng vỡ thì nghe nhiều học được mà. Thế bây giờ mình sẽ bớt văn vở lại, mình sẽ nói những lời chân thành nhá. Trời ơi, từ chân thành,
mới ra từ ngữ, từ ngữ mới ra văn vở chứ. Thôi ông im ả mồm đi. Đây là những lời chân thành hết mà. Ok, được rồi. Nào, thế bây giờ mình sẽ đến với phần cảm nhận trước nhá. Hai bạn sẽ cảm nhận về nhau bằng cách là mình sẽ cho hai bạn cầm tay nhau đi. Hai bạn cầm tay nhau đi ạ. Cầm tay nhau như ban nãy á. À, cầm tay nhau, cầm tay nhau. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu nhá, nhìn thẳng vào mắt nhau nhá. Trong vòng 10 giây nhá. Sao cảm thấy nào? Hình như nhịp tim tăng cao. Sao thử xem là có đập mạnh không? Sao thử đi. Mình có ngực đấy nè. Sao thử đi. Thử đi. Biết đâu sau này kiểu gì cũng chả là của em. Cho mày khá. Gì vậy? Sao thấy sao? Nhanh thiệt ạ. Thật nhanh thiệt đúng không? Đã kịp cảm nhận chưa? Sương. Ok, ban nãy em nhìn vào mắt mà đấy em có cảm giác gì không? Chắc là bình thường em nhìn mắt mọi người nhiều nên là... Đấy, bình thường đúng không? Đấy, bây giờ mình phải dần dần qua các phần càng ngày thì các bạn sẽ cảm nhận với nhau một cách rõ ràng và gần gũi hơn. Đó, thế là mong rằng các bạn cứ thoải mái đi. Tất cả mọi người ở đây đều ủng hộ cho các bạn nhá. Nào, mình tiếp tục nói chuyện với nhau nhá. Về hẹn hò đi, các bạn thử nghĩ là nếu như mà các bạn hẹn hò với nhau thì các bạn muốn đi chơi ở đâu nào? Em sẽ đưa người yêu đi chơi ở đâu trong lần đầu tiên? Lần đầu tiên hả? Em thì em thích đi công viên giải trí á. Trên chắc em sẽ đi công viên giải trí cơ. Thế còn bạn nữ? Em thì thích kiểu đi dạo hơn là đi mấy chỗ sang trọng á. À, tức là bình thường những cái nơi mà nó yên tĩnh hơn đúng không? Để được nói chuyện với nhau nhiều hơn trong lần đầu tiên đúng không? Các bạn này thích đến một nơi náo nhiệt để có thể có nhiều trải nghiệm cùng với nhau hơn. Đó. Thì tức là bạn này mình cảm giác là một người sống hướng ngoại. Còn bạn này thì sống em hơi hướng nội một chút. Hướng tầm lâm. Tùy lúc đúng không? Anh thấy kiểu em ăn mặc rất là cá tính, rất là có gu, rất là ok. Rất con trai đơn giản. Hơi kỳ, mà... hơi lạ. Đây là đơn giản không ạ? Không, nhưng mà thực ra nó đơn giản nhưng mà có điểm nhấn. Đơn giản như mấy kiểu trượt ván hay là... Em có biết trượt ván không? Em không, nhưng mà em mê. Mê. Thích. Nhưng bạn học. Mình được một cái là học cái gì cũng nhanh. Nên mình có thể học trượt ván. Nếu như em thích. Đó. Nào bây giờ trên mình sẽ đến một phần thử thách nhá. Thử thách cho bạn nam trước đi. Bạn nói bạn có ngực đúng không? Là tức là bạn cũng khá là khỏe đúng không? Vâng. Bây giờ mình muốn bạn bế bạn nữ lên và đi quanh khán giả khoảng 5 vòng đi. Đó. Bạn muốn bế, bạn muốn cõng. Bế hay cổng là... Cõng đi. Cõng à. Bây giờ mình chỉ có hai hình thức, một là bế hay là vác. Cho em chọn. Chắc là bế đi. Bế nhá. Bế kiểu công chúa nhá. Nó có một vòng thôi chứ không biết đâu. 5 vòng cơ mà. Có 5 vòng không? 5 vòng. Thôi được rồi, ok, không sao. Đồ để em cảm thấy sung sướng nhá. Em cũng sung sướng ạ. Sung sướng không? Thế tiếp đi để cho sướng hả? Sung sướng được rồi, sướng quá không tốt. Sướng quá không tốt. Sao? Một thôi vui nhiều nó hết vui. À vui thôi, đừng vui quá đúng không? Đúng rồi. Nào thế bây giờ cảm thấy nào? Em còn đứa có nặng không? Đứa có nặng cái, không? Cái sức đẹp của bạn nữ thì nó nặng nhưng mà bạn nữ thì không nặng đâu. Cái sức đẹp của bạn nữ thì nó nặng nhưng mà bạn nữ thì không nặng đâu. Nó ở cái tập. Thế còn em sao? Em cảm thấy bạn ấy bế em cảm thấy nào? Thì ra gì vậy? Như chưa? An toàn chưa? Không có. Thấy cái dưới thương không? Dưới thì không biết. Trời ơi, người ta cởi đồng hồ mình nhét lại cả cái này vào đây để tránh làm thương bạn rồi. Đấy, tinh tế không? Tinh tế thế đấy không? À. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho bạn nữ nhá. Bạn nam sẽ bịt mắt lại. Sau đó thì em sẽ đút sữa chua cho bạn nữ ăn. Bạn nữ sẽ hướng dẫn em để làm sao mà ăn hết một cái hộp sữa chua thôi. Ui giời ơi. Được. Làm được không? Làm được chứ. Nào, bây giờ bạn nam sẽ đút sữa chua cho bạn nữ nhá ăn nhá. Bạn nữ sẽ hướng dẫn cho bạn nam biết là đâu là miệng của mình ạ. À? Bạn nó cao hơn em mà ăn thì khó quá. 10 miếng nhá, 10 miếng. Cái này chịu rồi. Nhưng mà bạn nữ không di chuyển được. Sao mà làm được. Được. Đây, em với đã gần được rồi. Nào tiếp tục. Cái này chắc, cái này khó luôn á. Cao lên ạ. Cao lên nữa không? À không, thấp nữa. Giơ cái thìa lên. Được, em được cúi xuống. Rồi, đấy. Camera em quay gần lại một chút ạ. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều em thích hoa hồng. Các bạn thấy bạn nào có gan lăng không ạ? Thấp quá, xứng đáng và chào có tay không ạ?
Ok, cảm ơn khán giả rất nhiều ạ. Cảm thấy sao? Càng ngày càng rung á. Cảm thấy sao? Ngại. Em đúng ra là em hơi phạm luật đấy. Sao ạ? Đúng ra là em không được di chuyển, chỉ có bạn này được di chuyển thôi. Bạn nó cao hơn em khó quá, bạn nó cao quá rồi. Nên là đúng ra là bây giờ em phải bị phạt đấy. Em đồng ý. Em không đồng ý, em không đồng ý. Bây giờ anh cho em được quyền quyết định là bạn ấy có bị phạt hay không. Bạn hư thì phải bị phạt. Phạt đi, phạt đi, phạt đi. Em đồng ý nha. Có bị phạt vì bạn á. Đâu có sao đâu, về bạn phạt mình lại cũng được mà. Nó ở cái tầm. Đây rồi, bây giờ phạt nhá. Bây giờ em sẽ được, bạn ấy bị phạt, tức là em sẽ được nhận một phần thưởng. Đúng. Em thích được thưởng cái gì nào? Thôi anh biết em được thích, em thích được thưởng cái gì rồi. Anh hiểu em mà. Nào, bây giờ em sẽ bị phạt, đó chính là em sẽ phải em sẽ phải chọn 3 điểm trên mặt bạn ấy và hôn vào 3 điểm đó. Ui. 3 điểm. Nào, cúi xuống nào. Cái đầu tiên. Nào, tiếp. Cái thứ hai. À, rồi. Được, cả máy này. Cái này thấy sao? Em sắp chết rồi đó. Thấy sao? Sắp nhồi máu cơ tim rồi. Nhưng mà thấy khoái không? Hay là sao anh mày không phải 5 cái đi? Tham lam. Thiệt cho em quá. 3 cái được rồi đúng không? Mình cảm nhận với nhau lần đầu tiên thì thế thôi. Về thì ông thích phạt bao nhiêu thì phạt. Nào, rồi mình cũng qua một khoảng thời gian được nói chuyện với nhau, cảm nhận với nhau rồi. Bây giờ mình hãy nói một câu gì đó thật là tình cảm để cho đối phương có thể suy nghĩ về việc và cho hai bạn một cơ hội. Mình thì không biết cảm nhận nãy giờ của bạn như thế nào nhưng mà chắc là mình rung động rồi. Bạn có muốn thử cho mình một cơ hội không? Em có muốn cùng anh đi qua bao bão sông. Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời. Nói chung là từ lúc mà mình bước lên đây thì là chắc chắn là mình đã chọn bạn rồi đó. Đó là điều chắc chắn. Mong rằng tương lai sẽ đẹp hơn với bạn. Với cả mình nữa. Cả hai chúng mình sẽ bước trên một con đường. Mình mong là vậy. Nào, thế còn em sao? Em có muốn nói điều gì với bạn Nam này không? Cảm ơn mày đã chọn mình. Còn về sau này không biết nữa, không nói trước điều gì hết. Nhưng okay. Mà sẽ cố gắng thôi. Ok, được. Thế thì mình sẽ không còn chần chờ nữa, mình sẽ đến ngay với phần quyết định nhá. Nào, hai bạn quay lưng lại với nhau đi ạ. Quay lưng áp sát. Nào, muốn nói gì? Không, không phải muốn nói cái gì mà tại vì hơi rung. Nào, quay lưng lại ạ. Ok, mình cũng đã nói chuyện này, cũng đã tìm hiểu nhau, cũng đã cảm nhận với nhau rồi. Bây giờ sẽ đến với phần quyết định nhá. Là các bạn có đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hay không nhá. Tìm hiểu ở đây là các bạn cho nhau info này về nói chuyện với nhau, đi chơi với nhau chứ không phải là chúng ta yêu nhau luôn, không phải quen nhau luôn nhá. Mình sẽ đếm ạ. Các bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ. Nếu các bạn đồng ý thì quay lại, còn nếu không đồng ý thì cứ thế bước tiếp nhá. 5 4 3 2 1 Mình rất là cảm ơn vì hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Hôm nay chúng ta gặp nhau là một cái duyên rồi. Thì mong rằng là các bạn sẽ cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhé. Nào, bây giờ hai bạn có thể dắt tay nhau đi về rồi ạ. Chúc các bạn sớm thành đôi nhá. Cảm ơn các bạn. Trước kia này mình hãy xin info của nhau đi ạ.